Thì hôm nay mình sẽ đi cài đặt một cái web server ha, cũng như là cài dịch vụ CA ha, để sử dụng web ở cái dạng HTTPS ha, hỗ trợ SSL. Thì cái chính đó là mình sẽ cài đặt dịch vụ CA nè. Cấp phát SSL Certificate ha, cho web server để hỗ trợ mã hóa HTTPS. Thì bài lab này mình sử dụng một máy thôi ha, máy DC nè, có IP là 192.168.254.201 ha, nó là cái máy domain controller luôn. Rồi hôm nay mình sẽ cài web server lên trên đây ha. Rồi giờ mình bắt đầu ha mọi người. Thì bài lab này mô hình đơn giản, chỉ có một máy thôi ha. Rồi ở đây mình sẽ bật Hyper-V lên, rồi mình sử dụng con DC1 ha, nó là domain controller luôn. Rồi ở đây mình stand up nó, cái này của bài lab trước. Rồi mình sẽ revert lại ha, trả về trạng thái ban đầu ha. Rồi mình sẽ tạt lên ha. Rồi bài 1 mình sẽ đi cài đặt web server ha. Cài đặt web server cũng như là đi cài đặt và cấu hình Enterprise vậy ha. Enterprise CA. Tại vì khi chúng ta cài Enterprise CA nè, là nó sẽ đi tiến hành cài web server cho chúng ta luôn ha, là nó biến cái máy cho chúng ta thành là máy web server luôn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lại mọi người. Rồi start lên. Rồi chúng ta đăng nhập cái domain admin ha. Bài này đơn giản nên mình chỉ sử dụng một máy thôi. Rồi giờ mình thử nha. Giờ máy này là chúng ta là muốn biến nó thành là máy web server ha. Giờ chúng ta sẽ thử chứ. Rõ ràng chúng ta chưa có web nha. Nếu mà chúng ta chạy được web thì mình cũng bó tay luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha, coi cái máy mình nó có là web server chưa ha. Rồi mình chạy địa chỉ là localhost. Sai sai sai, localhost. Rồi kiểm tra cụ thể ha, máy mình chưa là web server. Rồi mình gỡ đi, giờ mình sẽ đi tiến hành đi cài đặt web server và Enterprise RootcA ha. Thì nói cho đúng là khi mình cài Enterprise RootcA á, thì nó sẽ cài luôn web server ha mọi người. Rồi chúng ta chọn Add role and feature. Rồi next tới ha. Rồi kiểm tra đúng IP ha. Next. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là Active Directory Certificate Service ha. Rồi nó kêu cài một số cái feature đó, hết luôn. Rồi nét luôn ha. Rồi ở đây mình chọn là chọn thêm Certification Authority Web Environment ha. Đó. Đó là chức năng xin certificate ha mọi người. Thì ở đây nó bắt mình phải cài web server luôn ha. Đây. Web server nè. Ok, add feature.
Rồi nét tiếp ha. Rồi nét luôn. Rồi, đây là những cái thành phần của web server ha, net. Rồi install. Ở đây mình không có chuyên gì cài một web server ha. Ở đây là mình chỉ chủ yếu là làm cái bài CA, cho nên web server nó chỉ là phụ thôi ha. Mục đích của mình đó là chính là CA. Mình sẽ dùng CA để mình cấp cái SSL certificate ha, để hỗ trợ cho web server sử dụng cái giao thức là HTTPS. Cho nên cái bài này mình không phải là chính là web server ha mọi người. Cái chính của mình là dịch vụ CA ha. Cái web nó chỉ là phụ thôi. Hôm nào mình sẽ làm một bài về web server chạy IIS cho mọi người ha, chuyên về web server luôn. Còn cái này là mình đang sử dụng CA, cho nên CA nó là chính, web server là phụ ha. Như coi như là mình dùng CA để hỗ trợ cho web server. Rồi tiếp theo chúng ta chọn config Active Directory Service ha, on the destination server. Rồi đến chiều ha, chọn net. Rồi chúng ta chọn CA ha, cũng như là CA web environment. Rồi net. Rồi thì trong cái môi trường domain ha, thì nó là enterprise CA ha mọi người. Net. Rồi, root CA ha. Rồi chúng ta sẽ tạo new một cái private key cho nó. Rồi để mặc định ha, 256. Rồi nay chúng ta thấy gõ lời cho nó đơn giản ngắn gọn. Thì cloud CA đi. Rồi next. Rồi để mặc định ha. Rồi config. Nếu nó báo xanh là ok ha mọi người. Rồi ok. Cloud. Giờ chúng ta kiểm tra lại coi ha. Chúng ta vào tool nè, CA nè. Kiểm tra cho nó chắc ăn ha. Rồi chúng ta boom ra ha. Rồi. Rồi chúng ta có cái biệt lao CA ha mọi người. Rồi mọi người chờ mình khoảng 5 phút ha, có điện thoại một tí. Rồi tiếp tục ha mọi người ơi. Rồi bước tiếp theo ha. Bước số 2. Tạo cái hot record ha. Cho web server. Rồi chúng ta đóng cửa sổ lại ha, xong rồi. Rồi mình trở lại cái vấn đề lúc đầu ha, giờ để mình sẽ refresh lại coi nó có web server chưa nha. Refresh ha. Ok, web server mặc định ha mọi người, của Microsoft.
Internet Information Service. Mình xin nhắc lại nha, cái bài này không chủ yếu là web ha, cho nên mình chỉ mượn cái web server của Microsoft thôi, mình làm lab ha. Mặc định là website này rất đẹp nha. Rồi, ok. Thì bây giờ là mình muốn chạy với cái tên miền là walkwayweb nè .vietcloud.vn ha, mình cho nó thật chút ha. Thì chắc chắn là hiện tại không được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cấu hình cho nó. Rồi, mở DNS lên. Rồi, chúng ta phải chuột ha mọi người, chọn new host. Rồi, nhập IP vô ha. .168.254.201 ha. IP của web server, đây là quay web. Rồi, tạo cho nó cái pointer luôn ha. Ok chưa? Rồi, add host. Rồi, quét lại ha, ta có được một cái hot walk quay web. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại ha. Đóng cái này lại hết sử dụng rồi. Rồi, hồi nãy là mình chạy là walk quay web.vietcloud.vn không được ha. Giờ mình sẽ enter lại nè. Rồi, ok ha mọi người. Sau khi chúng ta tạo cái hot cho nó rồi thì chúng ta sẽ chạy được dạng tên miền ha. Rồi, thì hiện tại là nó chỉ chạy protocol là HTTP thôi ha. Chút mình sẽ chạy đó, HTTPS như gì mới được ha. Mục đích của mình là như thế này, HTTPS hiện tại chưa được. Rồi, đóng lại đi. Giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi đi xin SSL. SSL ha. Certification. Certificate cho web server. Rồi, chúng ta đã đi xin cái SSL certificate. Rồi, chúng ta mở Server Manager lên, chọn tool ha, Internet Information Service. Rồi, vô web server. Đây, đây là Internet Information Service 10 ha mọi người. Rồi, chúng ta qua cái DC1. Rồi, chờ chút cho nó bung ra ha. Rồi, chúng ta kiếm cái Server Certificate này. Rồi, trong cái server certificate. Chúng ta sẽ đi xin ha. Create domain certificate. Chọn chính xác ha mọi người. Create domain certificate. Rồi, trong cái cửa sổ chúng ta sẽ nhập vào là chính xác nha, walkwayweb.cloud.vn. Rồi, chúng ta khai ha. Đi xin thì phải khai báo IP ha. SG Country. Rồi, chọn VNM ha. Rồi, coi còn gì sai sót nữa không. Rồi, next thôi mọi người. Cửa sổ Online Certification Authority. Chúng ta chọn Select ha. Rồi, computer nè. DC1.vietcloud.vn ha. Vietcloud CA. Ok. Rồi, trong cái file name ha, chúng ta gõ chính xác ha, walkwayweb
www.vietcloud.vn. vietcloud.vn. Rồi, finish. Rồi, để chúng ta máy vừa sinh ha. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi gắn cái certificate này cho default web server ha mọi người. Rồi, trong cái cửa sổ Internet Information Service ha, bung cái DC1 ra, chọn Site. Rồi, phải chuột vào default website ha. Đây là website chúng ta đó. Chọn là Edit Binding. Rồi, trong cửa sổ Site Binding chúng ta chọn S ha. Mặc định là nó chỉ chạy HTTP thôi ha, bọc 80. Thì chúng ta sẽ cấu hình cho web server chúng ta hỗ trợ HTTPS ha, bọc là 443. Thì nó sẽ có tính năng là Secure Socket Layer. Rồi, chúng ta chọn S. Rồi, ở cửa sổ S Site Binding ha, chúng ta chọn HTTPS nè. Rồi, bọc 443. Rồi, ở đây chúng ta chọn cái certificate ha. Rồi, kiểm tra kỹ chính xác cho mọi người ba cái thông số chính ha. Rồi, ok ha. Rồi. HTTPS 243 load thoát ra. Rồi. Đóng lại luôn ha. Rồi, bước tiếp theo là bài số 4. Kiểm tra HTTPS. Sau khi mình làm xong rồi mình sẽ kiểm tra ha. Kiểm tra HTTPS. Rồi, chúng ta lấy cái máy này kiểm tra luôn ha. Rồi, đây chúng ta chạy với protocol là HTTPS ha. Rồi chúng ta sẽ mở cái biểu tượng ổ khóa lên nè. Rồi, connection ha, nó được encrypt. Rồi, chúng ta chọn chữ view certificate ha. Rồi, ok ha. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài Secure Socket Layer ha. Rồi, chưa rồi. Giờ mình cũng nghỉ ngơi ha, ăn cơm. Rồi, hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha. Rồi, xin chào mọi người nha.